Và thưa quý vị, bây giờ xin mời giám khảo Vũ Cát Tường lên chọn cho tôi một đất nước. Nó khó thiệt, khó coi. Kiếm cái nước nào châu Phi mà kỳ cục chứ anh. Trời ơi anh ơi, đừng có lấy nào dễ quá nha. Em thấy mấy cái này giống mấy cái tiêu bản ngày xưa coi trong cái những gì mà mình coi này. Trời ơi, nó có những cái quốc gia vậy làm sao mà hiểu được trời. Ok, hiểu không? Hiểu. Ê, thưa quý vị, tôi giám khảo Vũ Cát Tường có một cái âm mưu khủng khiếp. Nói nhỏ thôi nghe, đừng cho đứa nhỏ nghe. Tại sao em chọn cái này? Thứ nhất là cái nước này nó quá lạ, em chưa bao giờ nghe tới luôn. Tôi cũng chưa biết. Thứ hai nữa là tôi nghĩ là Tường sẽ làm khó em bé này một chút, bởi vì chọn cái mảng xanh lá cây mà nó không có một cái hình thù cụ thể. Một cái hình thù cụ thể và nó cũng không có giáp một cái gì hết. Đúng. Bạn phải cho tôi thấy được cái mà tôi không biết thì mới thấy được cái hay của bạn. Đây con trai, mời con bắt đầu. Rồi con lên con ráp đi. Thưa quý vị, từ từ, trời ơi, nó làm cái gì vậy? Ôi. Trời ơi. Không những là cái trí nhớ không gian của bạn ấy tốt, cái năng lực, cái trí nhớ học thuật của bạn ấy về địa lý cũng tốt. Bên cạnh đó thì tất cả những cái kiến thức này nó còn được sâu chuỗi lại trở thành hệ thống. Thưa quý vị, bây giờ đọc lại kỹ thì mới biết là nước Zimbabwe. Zimbabwe không biết nằm ở khu vực nào luôn. Con ơi, nước này là nước nằm ở châu nào? Dạ, châu Phi. Thủ đô của nó là gì? Harare. Có giáp biển không con? Dạ không. Còn nói gì nữa? Thử thách đầu tiên thành công. Tóc tiền ra đề khó lên gì mà. Qua đây đi. Tóc tiền nó chỉ cái hình, hỏi anh ơi cái này là cái gì vậy? Tôi trả lời đơn giản, ai biết. An Thành. Thì cái này khó nè. Khó. Cái này cũng khó nè. Chọn cái nhiều mụn ruồi nhất đi. Rồi. Chơi. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đất nước mà Tóc Tiên chọn có một cái bản đồ thiệt là đẹp, xuất sắc. Đố con, nước này nằm ở đâu? Cộng Đại Dương. Cộng Đại Dương. Cậu đại dương. Dán được rồi mới nói, chứ đừng cái châu đại dương thưởng khè tôi. Ok. Ok. Đơn giản như đang giỡn vậy. Sao lẽ gì? Con nói một vài thông tin về cái đất nước này đi. Cô không biết nước này luôn á. Cái nước gì vậy con? French Polynesia. French Polynesia là nước gì con? Polynesia thuộc Pháp. Nhưng mà cái nước này nằm ở châu nào vậy? Châu Đại Dương đó. Châu Đại Dương hả? Ủa chú nhớ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á, châu Phi. Sao thì cũng có cái châu tên là châu Đại Dương cả. Châu Úc là châu Đại Dương. À vậy hả? Thấy chưa, hỏi làm gì. Vậy có cái châu nào khác ngoài châu Đại Dương đó mà hai chữ không? Nè, châu Á, là châu Âu, châu Nam Cực. Yeah. Giỏi. Vậy đố con có châu Bắc Cực không? Không có. Đố con châu Đốc nằm ở khu vực nào? Con biết châu Đốc không? Không biết hả? Làm sao con biết được? Chừng nào con lớn lên con cúng thì rồi con biết. Thì sau cái thử thách đầu tiên thì Tường
Thật lòng mà nói thì Tường cũng không ấn tượng lắm. Với thử thách đầu tiên thì thực sự là 50-50. Trường hợp của Thế Anh thì Tiên cũng đã thấy nhiều ở những bạn nhỏ 5-6 tuổi khác rồi, cho nên là với thử thách đầu tiên thì cũng chưa hẳn là thuyết phục Tiên đâu. Chúng ta có thể tăng độ khó lên để cho Thế Anh thể hiện được cái tài năng của mình. Thay vì là những cái hình thảm thực vật này, Thế Anh có thể nhận ra được chỉ bằng những cái đường nét rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ xem là Thế Anh có thể nhận ra từ những cái đường biên vẽ về quốc gia đó chỉ bằng những cái nét đơn có thể là dán được vào bản mô phỏng quả địa cầu của chúng ta ở trên kia hay không. Cái này thì lên được 60-40. Thưa quý vị, như vậy là theo ý của anh Nam, chúng ta sẽ không cho cái màu của thảm thực vật nữa, mà chỉ cho những cái đường biên ranh giới của cái quốc gia đó thôi. Và cái bảng nó cũng không hề có cái tên quốc gia luôn. Để xem bạn nhỏ có biết được đất nước đó là đất nước nào hay không, đúng không ạ? Dạ vâng. Mời tổ đạo cụ cho chúng tôi hiện trường. Bản đồ thảm thực vật của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được chuyển đổi thành bản đồ tối giản. Trên bản đồ chỉ còn duy nhất đường biên giới và không có bất kỳ thông tin nào để xác định được tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó. Thưa quý vị, bây giờ bản đồ của chúng ta chỉ còn như thế này mà thôi. Không còn màu sắc, chẳng có thông tin, dĩ nhiên độ khó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì vậy cho nên chú Thành sẽ dành cho con 10 phút để con đi xem qua tất cả các quốc gia một lần, để con hệ thống lại, con nhớ lại trong đầu của con. Mời con trai. Thế Anh dường như khá tự tin với thử thách nâng cấp lần này. Cậu bé di chuyển khá thông thả với tâm lý vô cùng thoải mái. Nhưng đối lập với không khí đó, ban cố vấn dường như khá căng thẳng. Ví dụ như là sa mạc hay là chỗ đồi núi nó thể hiện nó khác không? Em lại nghĩ ngược lại chứ. Khó hơn chứ em. Tại vì ví dụ như nó biết cái đất nước đó là gì thì nó sẽ biết nằm ở châu lục nào để nó mà nó dán lên. Đằng này nó không biết tên nước, nó phải nhớ. Nhưng mà Tường nói đúng là với cái hình phác thảo vẽ như này thì dễ nhận ra hơn. Em thấy vẫn chưa thuyết phục được em. Thảm thực vật và sau đó thay đổi thành thể nhị nguyên, nghĩa là chỉ có trắng với đen, thì Tường lại thấy là nó lại dễ hơn. Tại vì khi mà thông tin nhiễu của bạn ít hơn thì cái thông tin của bạn nhận được nó rõ ràng hơn chứ, đúng không? Không có nha, trắng đen thực sự nhìn rất là khó và thử thách hơn rất là nhiều. Và đối với một đứa trẻ, cái việc mà khiến các bạn ấy ghi nhớ nhiều nhất đó là màu sắc và hình ảnh về thị giác. Vì vậy mà khi mà bạn làm mất đi cái màu xanh mà trong mặc định trí não của bạn ấy rồi thì đó là thực sự là một thử thách. Con trai ơi, xong rồi phải không? Ha 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 ha. Em đã có trò chơi mới. Cô Vũ Cát Tường, cô cười vụ gì? Xin hãy cho cháu biết. Với em thì cái thử thách này nó chưa thuyết phục em. Ví dụ từng nhỉnh này thể hiện ra ngay nó là một cái cánh chim. Nếu như mà em bé này học thuộc lòng thì nó sẽ nhìn ra được rõ hơn nữa về mặt hình học. Cho nên là để thêm vô cái phần của anh á, thì em có một cái ý này. Em muốn là thử thách thứ nhất cô dành cho con là cái tính phản xạ của con. Có nghĩa là cô sẽ lấy cái bất kỳ một cái nào đó, cô cho con coi 2 giây, cô rút lại liền, coi là con có đoán được cái đó hay không, thì cái đó nó mới thuyết phục. Cái này thì thực sự là ác rồi đó. Cái này là các cô chú quá ác đối với Thế Anh rồi. Không phải là Tường hành thí sinh đâu, nhưng mà Tường muốn khán giả phải thấy được cái đặc biệt của em bé này, không phải chỉ là ghi nhớ. Để anh hỏi cháu của nó có đồng ý những gì em nói không. Con trai, giờ cô Tường nói nó dễ quá, không làm khó được con, thì bây giờ cầm cái hình quẹt qua 2 giây có biết nước nào nào nha. Với lời thử thách bất ngờ từ giám khảo Vũ Cát Tường, liệu Thế Anh có tận dụng được cơ hội này để chứng minh bản lĩnh vượt bậc của mình? Đôi cái bản đồ con phải ráp con biết nước nào nào nha. Chơi cắt đôi. Được. Chơi. Ok. Có vẻ khẩu khí kha quá ha. Tường rất biết cách làm khó thí sinh. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại là đây là cuộc thi mà. Bạn đã chấp nhận những thử thách thì bạn phải thử thách cho tới cùng. Rồi. Ok. Chọn đi, chọn đi. Tường cũng hơi hoài nghi, nhưng mà cũng rất đầy hy vọng với Thế Anh. Hy vọng là thử thách mà Tường đưa ra không làm khó Thế Anh nha. Mặc dù là rất khó đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách. Ông được coi trước nha. Nhắm mắt lại. Để 1, 2, 3 mới mở ngay nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kosovo. Wow. Kosovo.
Ok, quay quay. Đúng không? Đáp án là Possible. Tường luôn chọn những cái mà Tường không biết. Tường không biết luôn thì mới gọi là bạn thuyết phục được tôi chứ. Cái này không đủ nhanh để tôi. Anh đứng cho anh nhìn. Đây. Đơn giản, nghe không? Không có một hình thù gì hết, tròn ấm. Đây. Mười ghê. Hồi nãy cho 3 giây, bây giờ rút lợi. 1 giây thôi. Chuẩn bị nha. Ác ghê luôn á. Mới gọi là siêu trí tuệ chứ. Con ơi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Y. 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 Trời đất quỷ thần ơi. Lesotho. Lesotho. Trời ơi. Đấy. Tới cái thử thách lần thứ 3 này thì Tiên mới bắt đầu cảm thấy là à. Yeah, con bé này không đùa được đâu. Nữa. Thử thách cái gì dễ ẹt. Bây giờ nửa giây thôi. Ghét quá, không tin. Tôi không tin. Gì nó phải có cái gì nó cũng giá của nó. Nhìn nè con, nhìn nè. Huy. Nước gì? Montenegro. Khủng khiếp. Với thế anh cái độ tuổi đó thì Tường không có lời giải thích nào nếu như bạn ấy không bẩm sinh là được như vậy. Anh Nam chọn cho thử thách này để cho tôi giúp anh Thành một chút nha. Dạ vâng. Kiếm cái nước nào khó thì khó. À, các cô nâng cấp hơn một chút cho nên là chú cũng nâng cấp. Bây giờ chú sẽ chỉ cho con xem được gọi là phần ở phía trên. Dạ vâng. Phần ở phía ngang bên này và phía dưới bên này thôi. À. San Lucia. Đáp án là chính xác. Bản thân cái người mà cầm thử thách còn chưa nhớ rõ luôn là mình đang lấy thử thách của đất nước nào, của vùng đất nước nào nữa, huống chi là cậu bé này. Một giây thôi nhớ ngay lập tức, hoặc là một nửa của tấm bản đồ thôi nhớ ngay và nhận ra ngay lập tức liền. Ảnh cắt có tầm 1/3 thôi đó. Mà nó vẫn nhìn ra nó được. Nó có một cái góc nhỏ chút xíu à, em tâm phục khẩu phục chưa Tường? Thôi bây giờ em khỏi thử nữa. Cho tôi một nước. Trời ơi, con đụng cao thủ rồi. Cái nước này là rất khó là bởi vì cái nước này là nước ngày xưa tôi học một năm dự bị tiếng Nga ở đấy. Như anh Sam chia một xíu nha anh Sam. Cái nước này mới là nước khó này. Đây rồi. Đây, đưa cái màu trắng này. Đó, để che lại, che lại. Chuẩn bị nam. Tên 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 tên. Như đó thôi. Bắt Triều Tiên. Nhìn lại nhá. Cẩn thận. Tên 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 tên